Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua trên thị trường để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về các giá trị thực tế trên thị trường. Đây là những giá trị chia sẻ và minh chứng dẫn chứng thực tế trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex, và bản thân chính các nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này không có chuyện là á quân Forex thế giới hay pro trader hay thầy dạy Forex hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex ra bên ngoài, chỉ là những kẻ bắn tín hiệu, đọc lệnh, phân tích về xu hướng, đưa ra chiến lược ở trên thị trường và gì nhỉ, dùng TradingView để vẽ vời, đọc lệnh và đưa plan giao dịch trên thị trường mà nói rằng đó là giao dịch thực tế. Xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những kẻ vẽ vời, bịp bợ, lừa đảo mà thôi. Bản thân chính các bạn là những người tham gia vào trong thị trường phải thấy rõ những giao dịch vận dụng thực tế trên thị trường và những minh chứng dẫn chứng cụ thể trên thị trường từ chính những người đứng ra chia sẻ. Đó mới là giá trị để chúng ta nhìn nhận, đó mới là cơ sở để chúng ta đánh giá về bất kỳ một ai hay một nhà đầu tư nào khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Giao dịch được thì phải chứng minh, dẫn chứng được. Giao dịch không được sẽ không có giá trị dẫn chứng vào trong thị trường thực tế. Đấy là điều hiển nhiên mà mọi nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường này cần phải lưu ý. Đó, tôi giao dịch vận dụng áp dụng thực tế trên thị trường, chia sẻ xuyên suốt để cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận đánh giá. Mời nhà đầu tư theo dõi. Chào Dũng Nguyên nha. Chỗ để bấm like là sao? Là cái này à? Vớ vẩn nhỉ. À, anh em theo dõi và gì nhỉ, tôi đánh lệnh này xong rồi tôi đi ngủ đó. Thì đấy, tôi chia sẻ cho cộng đồng để mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và thấy rõ những thực tế của những phương pháp và những kỹ năng giao dịch ở trên thị trường, và bản thân các bạn cần phải hiểu điều đó. À có mà bạn. À anh Dũng à, có gì một lát nữa em tắt đi em xem, nhưng em cũng không có dành cái này lắm anh Dũng ạ.
Rồi, mình có hướng xử lý, thế nên mình tắt livestream nha.